đây là cơm cháy nhà em đây đấy, đang làm để giao cho khách như này, hiểu chưa quý vị? Đấy, quá trời luôn. Ong biển này, tóp mỡ này, đấy, bò tóp mỡ này, mọi người thích ăn tóp mỡ ha, phô mai trứng muối luôn, đấy, hiểu chưa? Đây quý vị ơi, đây là cái khu gọi là nhà sấy của em, mời quý vị vào đây. Đấy, toàn lò sấy nha, đấy, gọi là nhà sấy vì rất nhiều lò quý vị ạ. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, mười mấy cái lò quý vị ạ. Đấy, nhiều quá không thể đếm hết được, quý vị nhìn em. Đây là lò sấy, cơm sấy của nhà em được chưa? Đấy, có cả cái lò lớn này nữa. Đấy, nhưng em bây giờ em sấy là toàn sử dụng cái lò nhỏ này. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Để mà ra được cái sản lượng lớn cho quý vị cung ứng ra thị trường này, em phải rất nhiều lò sấy này. Rồi, đi tiếp nha. Đấy. Đây quý vị ơi, đây là xưởng cơm cháy nhà em. Mấy cái chỗ này là để cơm, làm cơm này này. Đấy, cái bàn này để làm cơm, chờ cơm nó nguội này. Đây. Đấy, thấy chưa? Rồi, đi tiếp nha, đi tiếp. Đây, cái khu bên này của em là kho đựng bao bì đóng gói quý vị. Đây. Máy này là máy đóng gói. Đấy, tem đồ quý vị ha. Đấy, chơi nhiều chưa? Đó, tem đồ các kiểu. Đây. Riêng nhìn những thùng gọi là bao bì này là quý vị biết là này, hàng em đi nào, đúng không? Đấy. Máy hút chân không? Công nghiệp nhá. Đấy là công nghiệp nha quý vị. Đó. Đây nữa. Làm không kịp nên là phải có rất nhiều máy đóng hàng. Đấy, em phải che chắn lại nó khỏi bụi, nó không hư cái máy quý vị. Đây. Đấy. Và những thiết bị đây, máy đóng hàng. Quý vị ơi, đây. Đây là cái lò gọi là lò chiên cơm của em. Đấy, cái máy chiên cơm quý vị. Này, nhìn cái khay đi. Quả khay này là mỗi lần chiên là đấy. Úi, bú nu cả đấy. Được chưa? Đó. Phải chơi cái máy này mới chiên kịp. Không là không chiên kịp đâu. Hôm nay anh chị em là chủ nhật nên là anh chị em công nhân là cũng nghỉ ngơi hết rồi. Nên là không thấy mọi người làm chứ. Mai em quay cho quý vị xem. Quá trời luôn. Nhá. Chào quý vị nhá.